Chào mừng các bạn. Và chúng ta gặp nhau với một live stream là chúng ta cùng giải thích vì sao mà sự thịnh vượng, vì sao mà hạnh phúc chưa xảy ra với mỗi chúng ta. Hôm nay chúng ta lý giải tại sao chúng ta chưa đạt được cái điều mà chúng ta mong muốn trong cuộc sống này. Vì sao? Và hôm nay tôi sẽ lý giải rất cặn kẽ. Và nếu các bạn còn chưa rõ một cái điều gì của chính các bạn thì các bạn cứ đặt câu hỏi. Và tôi sẽ có những kiến giải phân tích cực kỳ xác đáng. Bởi vì khoa học NLP, lập trình ngôn ngữ tư duy đã giải quyết hết cho chúng ta rồi. Đã nghiên cứu hết cho chúng ta rồi và đã chỉ ra hết cho chúng ta rồi. Và một lần nữa, tôi chào mừng các bạn chúng ta cùng tham gia buổi chia sẻ nói chuyện này. Đây là chương trình Cà phê NLP. Cà phê NLP. Rồi, buổi trưa lại đi cà phê. Rồi chúng ta hãy cứ làm cái điều khác biệt đi. Chúng ta hãy cứ làm cái điều khác biệt đi. Chúng ta sẽ có một cuộc sống khác biệt. Tất nhiên, khác biệt ở đây là sự khác biệt tích cực. Sự khác biệt đó nó thỏa mãn cái giá trị của mỗi cá nhân riêng của chúng ta, chứ không phải cái sự khác biệt dị hợm với cuộc sống này. Chúng ta tạo ra sự khác biệt để cuộc sống này ý nghĩa, để cuộc sống này nó thịnh vượng với cá nhân, gia đình và tất cả những điều gì mà chúng ta chạm tới. Và cái sự khác biệt này nó phù hợp với những quy luật vận hành của vũ trụ, nó đồng bộ với sự vận chuyển, chuyển hóa của vũ trụ này. Cho nên nếu khi nào tất cả những tư duy, tất cả những hành động, những việc làm của chúng ta mà nó phù hợp, nó đồng điệu với những quy luật vận hành của vũ trụ này, thì lúc đó sự giàu có, lúc đó sự thịnh vượng, lúc đó giá trị và những niềm hân hoan của hạnh phúc viên mãn sẽ đến với tất cả chúng ta. Và tôi hiểu rằng rất nhiều người ở ngoài kia hay là trong cái buổi chia sẻ này của chúng ta vẫn đang vật lộn, đang loay hoay với cuộc sống này. Điều đó là đúng thôi. Và xin hiểu rằng đó là quy luật. Đó là quy luật. Chúng ta đều phải trải. Đó là quy luật. Và chúng ta đừng có thất vọng. Chúng ta đừng có cáu bực. Chúng ta đừng có stress với những gì mà chúng ta đang gặp phải trong cuộc sống này. Bởi vì đó là những điều phải xảy ra. Đó là những điều phải xảy ra. Bởi vì tất cả những gì va đập vào chính chúng ta, đặc biệt là những cái điều nó không gây cho chúng ta cái sự thoải mái, không gây cho chúng ta cái điều vui vẻ, thì với một quan điểm là chúng ta phải cảm ơn những điều đó. Phải cảm ơn những điều đó. Chứ đừng chúng ta đừng có đứng ở cái góc nhìn rằng tại sao những điều này nó lại đến với tôi. Và như vậy, đó là một góc nhìn sai lầm. Đó là góc nhìn sai lầm. Và chừng nào chúng ta còn chưa thoát khỏi cái góc nhìn này thì chúng ta còn chưa phát triển. Chừng đó thì sự thịnh vượng chưa vào. Chừng đó thì hạnh phúc chưa đến. Chừng đó mọi thứ mà ta mong cầu không thể đến được. Nó giống như cái ngôi nhà của bạn ấy. Giống như ngôi nhà của bạn. Nguyên tắc là bạn phải mở cửa thì mọi thứ nó mới có thể đi vào được. Mọi thứ mới có thể đi vào được. Còn bạn cứ đóng chặt cửa thì có cái gì có thể vào được đâu. Sự thịnh vượng, giàu có hay sự viên mãn, giả sử như nó như là ánh nắng mặt trời. Và bạn thì là ngôi nhà của bạn. Bạn chính là ngôi nhà của bạn. Và bạn đang đóng chặt cửa. Và bên trong ngôi nhà đó nó rất là tối. Và bây giờ bạn muốn ngôi nhà, trong cái không gian ngôi nhà của bạn, nó sáng lên. Thế thì bạn phải làm sao? Bạn phải mở cửa chứ. Bạn phải mở cửa thì ánh sáng nó sẽ tràn vào ngay lập tức. Bạn càng mở nhiều cửa, ánh sáng càng tràn vào. Nhưng bạn có thấy là phần lớn mọi người thì không mở cửa, nhưng cứ ngồi trong nhà và than vãn rằng sao trong nhà lại tối thế này? Sao không gian cái nhà tôi lại tối thế này? Chuyện đó là đương nhiên. Bạn chỉ cần mở cửa thì ánh sáng sẽ tràn vào. Như vậy đấy.
Giả sử này, chúng ta nói rằng sự giàu có, sự thịnh vượng, hạnh phúc nó là nguồn lực, nó là những năng lượng công khai và vô tận trong vũ trụ này. Nó như là hơi thở chúng ta đang hít thở này, nó như là không khí chúng ta đang hít thở này. Nó như là những cái cành lan phía sau lưng tôi đây. Và nó công khai hết. Nhưng nó có nguyên tắc, nó có điều kiện để chúng ta mới có thể lấy được điều đó chứ. Ví dụ như là bạn nhìn những cái bông hoa lan sau lưng tôi đây này. Bạn thấy đẹp không ạ? Đây ạ. Bên trên nữa. Cả một vườn lan rất là đẹp. Vậy thì để có một vườn lan này thì nguyên tắc đối với ông chủ là gì? Bây giờ nó không phải mùa lan, nhưng lúc nào ông chủ cũng có một cái vườn lan đầy hoa thế này. Vậy thì nguyên tắc đối với vườn lan này để nó có thể hội tụ được nhiều bông hoa ở đây là gì? Với ông chủ này là gì? Ông ấy phải có tiền để mua những cây hoa lan này về đây. Nguyên tắc đầu tiên là phải có tiền. Nguyên tắc thứ hai, ông phải ra cái chợ cây, chợ hoa, chợ cây cảnh để ông ấy chọn và ông ấy mang về đây. Thế thì ông ấy có hoa lan ở đây. Và nguyên tắc để cái vườn lan này lúc nào nó cũng tươi tốt, lúc nào nó cũng xinh đẹp, thì nguyên tắc là ông chủ phải chăm bẵm nó. Và chớm thấy một cây nào mà nó không còn ra hoa nữa thì hãy hạ xuống và tiếp tục lại bỏ tiền ra và đến chợ hoa, chợ cây cảnh, chọn một cây khác thế chỗ vào. Lúc nào cũng vậy. Vậy thì bạn cứ tưởng tượng cái vườn lan này nó như là tư duy của bạn, nó như là trí não của bạn. Bạn có chăm sóc cái vườn lan này như là ông chủ khách sạn này chăm sóc nó không? Đó là gì? Lúc nào cũng để cho nó tươi tốt, đơm hoa kết trái. Và chớm có một cây hoa lan nào nó đã lụi tàn hoa rồi thì thay ngay lập tức bằng những cái chùm lan, bằng những cây lan mà nó chuẩn bị ra hoa hoặc nó bắt đầu chớm ra hoa. Và nếu chúng ta coi rằng những bông hoa là những điều tích cực, những bông hoa là những điều tích cực, vậy thì những bông hoa ở đây là những điều tích cực, những bông hoa ở chợ cây cảnh kia là điều tích cực. Và ông chủ này muốn cái vườn lan này luôn luôn có những bông hoa như này, thì ông ta chỉ việc là những cây lan nào nó hết, nó lụi tàn hoa rồi thì ông ta thay ngay lập tức. Vậy thì chúng ta tưởng tượng trí não của chúng ta, những cái cây hoa lan lụi tàn đó nó như là những cái suy nghĩ tiêu cực. Suy nghĩ tiêu cực. Và chớm có một suy nghĩ tiêu cực nào nó ở trong đầu chúng ta, chúng ta phải tìm cách thay thế bằng một suy nghĩ tích cực. Vậy thì trong đầu của chúng ta, khi mà không bao giờ còn cái suy nghĩ tiêu cực nữa, thì lúc nào trong đầu chúng ta cũng tràn đầy năng lượng. Lúc nào trong đầu chúng ta, tư duy của chúng ta cũng có suy nghĩ tích cực. Và khi bạn suy nghĩ tích cực, nghĩa là bạn đang phát ra một cái tần sóng thịnh vượng. Một tần sóng thịnh vượng. Và như vậy, cái tần sóng đó nó sẽ hút được những điều thịnh vượng. Đó là nguyên lý của luật hấp dẫn. Nguyên lý của luật hấp dẫn. Khi bạn nghĩ về những điều thịnh vượng, khi bạn nghĩ về những điều tốt đẹp, bạn luôn luôn như vậy, bạn không cho phép bất kỳ một suy nghĩ tiêu cực nào. Mặc dù những cái điều nó không vừa ý, nó luôn luôn xảy ra trước mắt chúng ta. Nó luôn luôn xảy ra trước mắt. Và nguyên lý nó cũng là như vậy. Chúng ta tỉnh dậy mỗi ngày thì ít nhất là 85% những cái việc nó không vừa ý nó xuất hiện. Nó xuất hiện với tất cả chúng ta chứ không gì với riêng ai cả đâu. Và nhiệm vụ của chúng ta là đối mặt với nó, tìm cách để vượt qua nó. Tìm cách để vượt qua nó. Và khi ta chưa vượt qua nó được thì ta chỉ việc nhìn lại mình rằng mình chưa đủ điều kiện, mình đã chưa có đủ những nguyên tắc, mình chưa có đủ những năng lực
để mình vượt qua những điều đó. Cho nên mình phải tìm kiếm cái phương pháp để vượt qua điều đó. 85% cái điều không vừa ý trong cuộc sống mỗi ngày nó đến nó đập vào ta. Thì các bạn hãy hiểu rằng nó đến để vì chính chúng ta. Nó đến để vì chính chúng ta, chứ không phải nó đến để vùi dập chúng ta. Nó đến để nó chỉ cho chúng ta thấy rằng bạn còn khiếm khuyết, bạn còn hạn chế năng lực trong việc xử lý vấn đề này. Để tôi chứng minh. Ví dụ, một ai đó nói bạn rằng có một cái câu ném đá vào bạn, và bạn có một cái cảm xúc tức giận, thất vọng, oán ghét cái người mà ném đá vào bạn. Và như vậy là bạn đã không đủ cái năng lực để hiểu, để hiểu cái người ném đá vào mẹ vào bạn kia là như thế nào, nên bạn có cảm xúc, và cảm xúc đó là cảm xúc tiêu cực. Bạn có nhớ một cái câu chuyện là khi Đức Phật đi giảng pháp, và trên đường giảng pháp thì có một cái nhóm người, họ cứ đi theo và họ châm chọc, họ ném những cái lời cay độc vào Đức Phật. Và những lời đó là thóa mạ rất thậm tệ. Còn Đức Phật thì cứ thản nhiên, cứ an nhiên như không, coi như là không có chuyện gì xảy ra vậy. Thậm chí người ta còn nhổ vào Đức Phật. Thế rồi những tỳ kheo đi theo Đức Phật không chịu được mới hỏi: thưa ngài, vì sao lại như vậy? Ngài hãy để chúng tôi cho họ một trận. Và Đức Phật thì thản nhiên nói rằng: này tỳ kheo, ta hỏi ngươi, giả sử rằng ngươi có một món quà, ngươi định mang đi tặng một người và người đó không nhận, thì món quà đó thuộc về ai? Ai sẽ cầm món quà đó? Tỳ kheo nói rằng: dạ, món quà đó thì vẫn thuộc về tôi. Đúng rồi, vậy thì con hãy nghĩ đi. Và tỳ kheo chợt nhận ra, nếu ta đã thấu hiểu được nguồn cơn của mọi chuyện ở ngoài kia, những sự kiện hiện tượng, những vấn đề của con người, nếu ta thực sự thấu hiểu thì ta sẽ an nhiên và ta sẽ không có cảm xúc với điều đó. Và nếu bạn thực sự thấu hiểu thì bỗng nhiên trong bạn biến cái sự oán ghét đó trở thành tình thương yêu. Thương yêu những người ném đá vào mình, bởi vì họ đã không nhận ra một điều: họ làm như vậy thì chính cái cuộc đời họ sẽ xảy ra như thế nào rồi. Bởi vì với những cái lối ứng xử của mỗi người chúng ta như thế nào thì chúng ta lại nhận lại chính cái quả đó. Đó là nhân quả. Thế thì khi một nhóm người nào đó ném đá, tức bằng những lời thóa mạ vào Đức Phật, hay là một nhóm người nào đó ở ngoài kia ném đá vào bạn, bạn đang làm một cái điều gì đó nó rất là tích cực, nó rất là tốt đẹp, mà ai đó ném đá vào bạn và bạn có cảm xúc, thì nghĩa rằng bạn chưa có năng lực để thấu hiểu những điều đó là gì. Và khi bạn thấu hiểu những điều đó là gì thì bạn bỗng cảm thấy thương những người đó và thấu cảm với những điều đó. Và khi thương và thấu cảm rồi thì bạn bắt đầu an nhiên với chuyện đó, không còn cảm xúc nào với điều đó nữa. Và bạn quay vào bên trong bản thân mình, bạn nghĩ rằng mình phải làm tốt hơn nữa. Mình phải làm tốt hơn nữa để họ có thể hiểu ra cái điều gì là đẹp đẽ, cái điều gì là tốt đẹp trong cuộc sống này. Và sẽ không còn cái chuyện ném đá vào nhau nữa. Các bạn cũng nghe rất nhiều giai thoại của Đức Phật rằng có những người đã từng hành hạ rồi, có những cái hành vi hành động nào đó thậm chí còn xâm phạm vào cả thân thể của Đức Phật. Thế nhưng rồi sau chính những người đó lại quỳ lạy để xin làm đệ tử của Đức Phật. Bởi vì sau đó họ hiểu ra vấn đề. Họ hiểu ra vấn đề, họ giác ngộ được và họ chuyển hóa. Thế thì những lời ném đá, những lời châm chọc hay những cái bất bình mâu thuẫn ở ngoài kia, nếu bạn có cảm xúc thì hãy hiểu rằng bạn chưa có đủ năng lực hiểu biết để hiểu những vấn đề đó là gì, bản chất của nó tại sao. Và như thế bạn sinh ra cảm xúc tiêu cực với vấn đề đó. Còn nếu bạn thấu hiểu thì bạn an nhiên. Và bạn cũng lại hiểu tiếp
cái việc bạn phải đối mặt với những vấn đề khó chịu đó, nó cũng là một thử thách của vũ trụ này. Thử thách của vũ trụ này để thấy rằng xem là bạn đã đủ hiểu biết chưa? Bạn có đủ bản lĩnh chưa? Bạn đã có đủ tình thương yêu chưa? Như vậy đấy. Và khi bạn đã vượt qua tất cả những điều đó rồi, vượt qua cả những cái thậm tệ như thế rồi, thế thì còn điều gì nữa để có thể tác động vào bạn được? Vậy chúng ta quay trở lại vấn đề, vì sao hạnh phúc, sự thịnh vượng, sự giàu có nó chưa xảy ra đối với mỗi cá nhân chúng ta? Bởi vì đơn giản thôi, chúng ta chưa đủ năng lực, chưa đủ năng lực để thấu hiểu làm cách nào để có hạnh phúc, làm cách nào để tạo ra sự thịnh vượng, làm thế nào để chúng ta giàu có. Chỉ là chúng ta chưa hiểu mà thôi. Và chúng ta đã vô tình không biết rằng chính chúng ta đang chống lại điều đó. Chính chúng ta đang chống lại cái điều đó. Chống lại ai? Chống lại hạnh phúc của chính mình. Chống lại sự thịnh vượng của chính mình. Chống lại sự giàu có của chính mình. Bởi vì để hạnh phúc, để thịnh vượng, để giàu có, để trở thành con người giá trị trong cuộc sống này, nó có những nguyên tắc. Và nguyên tắc đó đòi hỏi chúng ta phải có rồi. Bạn Kem Dâu là tuyệt vời, chào mừng bạn đã có một câu hỏi đầu tiên. Và tôi muốn rằng, tôi rất là muốn rằng, và cảm ơn bạn Kem Dâu đã đưa ra một câu hỏi. Tôi muốn các bạn hãy hiểu, hãy hỏi nhiều nữa vào những điều băn khoăn. Bây giờ tôi trả lời vấn đề của bạn Kem Dâu. Giả sử rằng mối quan hệ của bạn và bố mẹ bạn là một cái cây cổ thụ, vậy thì bạn là phần nào và bố mẹ bạn là phần nào? Bạn hãy trả lời giúp tôi. Bạn là phần nào và bố mẹ bạn thì là phần nào? Đương nhiên rồi. Nếu chúng ta so sánh một cái quan hệ của mình là phận con cái với bố mẹ, nó như một cái cây cổ thụ. Thế thì một cái cây cổ thụ đó thì nó có gốc rễ và nó có cành lá. Thì nó có cái cành lá bên trên. Vậy thì từ cái gì nó mới sinh ra cành lá bên trên? Từ gốc rễ. Nó mới có cành lá bên trên. Vậy thì bố mẹ luôn luôn là gốc rễ của mọi vấn đề. Còn chúng ta chỉ là những cành lá và quả bên trên mà thôi. Do đó, nếu chúng ta đang có mối bất hòa với bố mẹ, chúng ta đang bất bình với bố mẹ, chúng ta đang hận giận bố mẹ, chúng ta đang chê trách bố mẹ, chúng ta đang không quan tâm đến họ, chúng ta bỏ rơi họ, thì nghĩa rằng chúng ta đã cắt đứt cái sự kết nối với gốc rễ của mình rồi. Và theo nguyên lý quy luật vũ trụ thì chúng ta đã cắt đứt với những nguồn lực để chúng ta có thể tươi tốt rồi. Vì thế, bất cứ ai mà đang mâu thuẫn với bố mẹ thì các bạn xem cái sự nghiệp của các bạn nó có hanh thông không? Hay là nó cứ luẩn quẩn, nó bế tắc? Cho nên, nếu như bất cứ ai trong chúng ta ở đây mà đang có mối bất hòa với bố mẹ, đang bất bình bố mẹ, oán giận bố mẹ, rồi bỏ bê bố mẹ, thì hãy quay trở lại ngay lập tức để kết nối lại. Và câu chuyện này nói ra thì có vẻ đơn giản, thế nhưng tại sao các bạn lại bất bình với bố mẹ vậy? Lại liên quan đến cái chữ hiểu. Vì các bạn không hiểu cho nên các bạn oán thán, các bạn bất bình, các bạn cáu giận, các bạn bỏ bê. Vậy thì nếu như bây giờ nghe được điều này và các bạn bị quay lại để làm việc đó, thế nhưng nếu không thấu hiểu thực sự từ gốc rễ, từ trong tâm duy của bạn, của các bạn ấy, thì các bạn sẽ làm một cách nó như là bị khiên cưỡng vậy, nó như là nghĩa vụ vậy. Cho nên phải thấu hiểu một cách sâu sắc thì là bạn lại thấy rằng cái sự chăm sóc bố mẹ bạn nó như một niềm vinh quang vậy, nó như một cái sự tự hào vậy.
Đấy là vấn đề tôi muốn chia sẻ các bạn. Bố mẹ là gốc rễ. Hãy quay trở lại kết nối với bố mẹ bằng sự thấu hiểu. Và khi bạn bắt đầu có cái sự kết nối với bố mẹ một cách đẹp đẽ, tốt đẹp, thì sự nghiệp của bạn, cuộc đời của bạn, nó bắt đầu hanh thông. Nó bắt đầu hanh thông mà chính bạn không hiểu tại sao. Chỉ đơn giản là bạn đã kết nối được với nguồn dinh dưỡng của gốc rễ. Và chuyện tốt đẹp sẽ xảy ra với cuộc đời bạn. Tuyệt vời, cảm ơn bạn Can Dâu đã cho chúng ta một câu hỏi. Và tất cả chúng ta ai cũng nhận ra, ai cũng nhận được những giá trị. Can Dâu, cảm ơn bạn có tiếp tục một câu hỏi. Thế nếu cuộc sống của mình chưa tốt là vì mình mất kết nối với bố mẹ hay vì nhiều điều nguyên nhân khác nữa? Nó có nguyên nhân gốc rễ là cái năng lực thấu hiểu cuộc sống này của bạn nó vẫn còn thiếu hụt. Cái năng lực thấu hiểu cuộc sống này thiếu hụt. Vì cái năng lực hiểu biết đó thiếu hụt cho nên bạn mới mất kết nối với bố mẹ. Còn nếu bạn hiểu thì bạn đã tự động được kết nối với bố mẹ. Và nếu bạn đã có năng lực hiểu về cái nguyên lý của mối quan hệ giữa con người, mối quan hệ giữa con người với con người, mối quan hệ giữa con người với tự nhiên, những nguyên tắc của cuộc sống này, thì cuộc sống của bạn nó bắt đầu hanh thông. Nào, hãy để tôi nói bạn này. À, tôi sẽ xin phép để dừng đây một chút ít để có thể minh họa cho các bạn cái điều này, thì để các bạn có thể dễ hiểu hơn. À, một tiếp tục trả lời bạn câu hỏi của bạn Cam Dâu. Thế nếu như cuộc sống của mỗi chúng ta, các bạn, tôi sẽ chia sẻ chậm rãi cái điều này để các bạn sẽ thấu hiểu cái điều này và áp dụng chính vào cái cuộc sống của các bạn hiện tại. Nếu như cuộc sống của mỗi cá nhân chúng ta hiện tại nó chưa tốt đẹp, thì vì sao vậy? Vì thế này các bạn, tôi nói với bạn Cam Dâu rằng cũng như tất cả chúng ta rằng là bởi vì cái năng lực thấu hiểu vấn đề của chúng ta nó chưa đủ, cho nên vấn đề nó trở thành vấn đề. Còn nếu cái năng lực thấu hiểu mọi chuyện của chúng ta trong cuộc sống này nó thừa đủ để chúng ta giải quyết mọi vấn đề, thì vấn đề không còn là vấn đề. Chuyện kết nối với bố mẹ không còn là vấn đề. Chuyện mối quan hệ trong gia đình không còn là vấn đề. Chuyện kinh doanh ngoài xã hội không còn là vấn đề. Chuyện các mối quan hệ ngoài xã hội không còn là vấn đề. Chuyện cá nhân bạn, cái tinh thần có được viên mãn hay không, không là vấn đề. Bởi vì bạn đã có một sự thấu hiểu mọi chuyện. Hãy để tôi minh chứng điều này. Tôi vẫn hay minh chứng cái điều này. Đây là một cốc nước. Và cái lượng nước trong cốc này, nó đại diện là cái năng lực của bạn, cái năng lực hiểu biết của bạn, năng lực thấu hiểu của bạn. Được chưa? Các bạn hiểu ý tôi muốn nói không? Năng lực của các bạn nó là cái lượng nước trong cốc này. Và bây giờ các bạn sẽ thấy này. Cà phê nó có màu đen và nó đại diện cho vấn đề. Nó đại diện cho vấn đề khó chịu đến với cuộc đời chúng ta. Và bây giờ các bạn sẽ thấy này. Giả sử rằng mỗi ngày chúng ta thức dậy và vấn đề bắt đầu tác động đến cuộc sống của mỗi cá nhân chúng ta. Bắt đầu tác động. Bạn thấy điều gì? Cái cốc nước của bạn nó có còn trong không? Có còn trong không? Không còn trong nữa. Bởi vì cái lượng nước trong này nó đã bị nhiễm chất cà phê. Và bây giờ nếu bạn sẽ hình dung, nếu như cái thứ vấn đề nó càng thế này vào, điều gì xảy ra? Cái cốc này nó sẽ càng bị đổi màu. Cái đổi màu này nó đại diện cho tinh thần của bạn, cảm xúc của bạn. Nó bị stress, nó bị bấn loạn, nó bị lo lắng, nó bị bất an, nó bị cáu bẳn. Và nếu bây giờ bạn làm cho cái lượng nước của bạn này nó nhiều như là một cái bình 20 lít, cái lượng nước này nó nhiều lên như một cái bình 20 lít, vậy thì một cái chén cà phê này nó có thể làm vẩn đục cái bình 20 lít được không? Không thể. Nó cho vào
và nó chỉ hơi làm lăn tăn cái màu một chút thôi, nhưng nó bị hòa tan và đâu lại trở về đó, nó không thể làm đục được. Và nếu như cái lượng nước của bạn làm tiếp tục lên đến 200 lít, nhiều lên đến 200 lít, vậy thì kể cả một cái thìa cà phê lớn hơn, một cái môi cà phê lớn hơn cho vào, cũng có làm vần đục được, có làm biến đổi màu được cái lượng nước 200 lít của bạn không? Không hề. Thì đấy là một cái minh chứng rằng nếu như chúng ta đang bị coi vấn đề ở ngoài kia là vấn đề, là bởi vì cái năng lực của chúng ta, cái nguồn lực của chúng ta chưa đủ để giải quyết mọi thứ, cho nên nó trở thành vấn đề. Hay một ví dụ nữa cho các bạn cũng dễ hiểu. Ví dụ bây giờ trong túi của bạn có 10 triệu đồng. Trong túi của bạn có 10 triệu đồng. Và chiều tối hôm nay bạn là người kinh doanh, và chiều tối ngày hôm nay thì có hai khách hàng sẽ đến lấy cái tiền nguyên liệu của bạn. Mỗi người đến lấy là 3 triệu đồng. Vậy thì hai người khách đến lấy tiền của bạn cộng lại mới là có 6 triệu đồng. Trong khi thì bạn thì có 10 triệu đồng. Vậy thì có vấn đề gì xảy ra trong đầu bạn không? Chúng ta đều đồng ý rằng không có vấn đề gì cả. Bởi vì cái lượng tiền mà mình có, nó thừa thãi để trả cả hai khách hàng kia. Và hai khách hàng đó thì là hai khách hàng mà cung cấp cái nguyên liệu quan trọng cho cái cửa hàng mình sinh tồn hoặc phát triển. Và mình thừa thãi cái số tiền đó để mình trả họ, để đảm bảo cái uy tín của mình, để đảm bảo cái mối giao thương đấy nó luôn luôn tốt đẹp. Win-win cho cả hai. Thế nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu như trong túi của bạn chỉ có 1 triệu 500 nghìn đồng? Buổi sáng bạn tỉnh dậy chỉ có 1 triệu 500 nghìn đồng. Và buổi tối bạn biết rằng hai người khách hàng quan trọng đó sẽ đến lấy tiền của bạn, lấy tiền hàng của bạn. Bạn bắt đầu phải nghĩ, bạn bắt đầu phải kết nối với những mối quan hệ để bắt đầu là có thể đòi tiền khi họ chưa trả tiền hàng của bạn. Hoặc là nếu không phải thì bạn phải bắt đầu đi vay ở đâu đó để bạn bắt đầu nghĩ để trả đủ số tiền này để giữ uy tín của bạn. Nhưng nếu bạn không vay được cho ai cả, thì bạn bắt đầu lại phải bắt đầu suy nghĩ rằng mình sẽ phải khất hẹn như thế nào đây. Bạn bắt đầu lo lắng về cái uy tín của mình sẽ bị ảnh hưởng như thế nào đây. Bạn bắt đầu lo lắng về việc là nếu bị khất hẹn như thế này một vài lần nữa mà không đủ như này, thì người ta có còn cung cấp nguyên liệu cho bạn không? Và nếu không còn cung cấp những nguyên liệu mà tối quan trọng như vậy, thì cái cửa hàng của bạn nó có còn phát triển bền vững được hay không? Bạn bắt đầu lo lắng. Và bạn bắt đầu tìm cách là làm sao để giải quyết tốt vấn đề này. Và càng đến cái giờ mà người ta đến, bạn càng lo lắng. Thì đấy có phải là vậy gì không? Đó là do năng lực của bạn, đó là do nguồn lực của bạn đã không đủ để giải quyết những vấn đề ở bên ngoài, cho nên nó trở thành vấn đề. Vậy câu chuyện vừa rồi các bạn hãy phiên vào cuộc sống của các bạn, phiên vào cái tình gì, ứng dụng vào cái tình hình kinh doanh của các bạn. Các bạn đã ứng dụng vào cuộc sống của các bạn, thì có phải thấy rằng là đúng là bạn đã chưa đủ năng lực để bạn có thể thấu hiểu được những cái thứ không vừa lòng xuất hiện trước mắt bạn không? Vợ chồng không vừa lòng, bạn có. Quan hệ bán hàng, tiền hàng ngoài kia, quan hệ khách hàng ngoài kia không vừa lòng, bạn có. Và với đối với khách hàng, với đối tác, bạn không có được thì bạn cảm thấy thất vọng. Thì tất cả những vấn đề đó nó thuộc về cái năng lực của mình chưa đủ, cho nên nó trở thành vấn đề. Và khi trở thành vấn đề thì nó bắt đầu hành hạ cơ thể bạn, nó bắt đầu hành hạ tâm trí bạn. Và khi nó hành hạ tâm trí bạn thì bạn bắt đầu nghĩ đến nhiều chuyện nó rất là tiêu cực. Và khi bạn nghĩ đến tiêu cực và cái vấn đề nó càng lớn, bạn càng nghĩ nhiều và bạn càng cảm thấy tiêu cực nhiều, thì bạn bắt đầu phát ra một cái tần sóng tiêu cực và bạn hút những cái điều đấy vào mình. Mỗi sáng thức dậy là bạn lại phải nghĩ đến điều đó. Sáng nào thức dậy cũng phải nghĩ đến điều đó. Và cái điều tiêu cực đó nó đang đến với bạn. Và như vậy bạn đang thực hành luật hấp dẫn rất là tốt. Nhưng có điều bạn đã thực hành ngược, tức là hút cái điều tiêu cực, hút cái điều nghèo khó đến với bản thân mình. Vậy thì làm thế nào? Làm thế nào để bạn hạnh phúc? Làm thế nào để bạn thịnh vượng? Làm thế nào để bạn có giá trị? Từ đầu tiên đến giờ tôi nhấn mạnh rất nhiều cái chữ hiểu. Hiểu đó là một năng lực. Cái năng lực này bao gồm rất nhiều thứ ở bên dưới. Cái năng lực này nó nói cụ thể hơn nữa, nó là kiến thức, nó là tri thức.
bạn bạn đã có những hiểu biết về chính bản thân mình chưa? Rằng mình sinh ra ở đâu và vì sao mình đang có cái tư duy này, mình đang có cái tính cách này, mình đang có cái thói quen này, mình đang nói cái ngôn ngữ này, mình đang thể hiện bản thân mình như thế này, mình hay có cái cảm xúc hay có cái thái độ trước sự kiện hiện tượng nó xảy ra như thế này. Bạn đã bao giờ hiểu được chính mình đến mức độ như vậy chưa? Nếu chưa hiểu mình đến mức độ như vậy thì nói sao đến chuyện xa hơn là có thể hiểu được người khác. Hiểu được người khác gần hơn là gì? Là vợ chồng, con cái, bố mẹ xung quanh bạn. Chưa nói đến những người mà xa hơn. Vợ chồng, con cái, bố mẹ xung quanh bạn là những người đã ăn cùng, ở cùng, sống cùng mấy chục năm với bạn mà bạn còn không hiểu nổi nữa. Bạn còn không giao tiếp được nữa. Thế thì làm sao bạn có thể giao tiếp được với những người lạ ở ngoài kia, với khách hàng, với đối tác, với cổ đông, với nhân viên, với sếp, khi mà họ không cùng sống với bạn? Thế thì những cái kiến thức để hiểu biết nó đang công khai trong cuộc sống này. Chỉ có điều là chúng ta đã không sẵn sàng đón nhận nó. Cái ngôi nhà của bạn, bạn ở bên trong tối tăm như vậy, nhưng bạn đã không sẵn sàng mở cái cánh cửa để ánh mặt trời nó chiếu vào bạn, để chiếu vào cái căn phòng của bạn, để nó sáng rực lên, để bạn có thể nhìn thấy mọi thứ ở bên ngoài kia. Cho nên, một lần nữa tôi nhấn mạnh lại, chúng ta đã vô tình không biết là chúng ta đã chống lại thành công, chống lại sự thịnh vượng, chống lại hạnh phúc của chính mình bằng việc chúng ta chống lại sự học hỏi để chúng ta hiểu. Mà khi không hiểu thì mọi chuyện như lúc đầu chúng ta kiến giải với nhau. Không hiểu thì chúng ta sẽ ứng xử, chúng ta sẽ quyết định, chúng ta sẽ hành động sai bét mọi chuyện. Và cái câu trả lời là làm sao mà chúng ta biết là sai bét mọi chuyện? Vậy thì hãy nhìn vào cái kết quả về chất lượng cuộc sống của mỗi chúng ta, kết quả về công việc của mỗi chúng ta, kết quả về những điều gì mà chúng ta thức dậy mỗi ngày, nó có hài lòng và viên mãn với bạn không? Nếu nó hài lòng và viên mãn thì cái kết quả đó là đúng. Còn nếu không hài lòng và viên mãn và nó đã diễn ra dài rồi thì tùy bạn. Bạn sẽ làm gì tiếp đây? Bạn sẽ mở cái cánh cửa của căn phòng nhà bạn để nó tràn ánh sáng vào, để bạn dễ dàng có thể nhìn thấy mọi thứ trong căn phòng của bạn. Hay là bạn vẫn tiếp tục đóng cửa để bạn mò mẫm trong căn phòng của bạn? Đấy là tùy vào các bạn. Và nhân đây tôi nói thêm một chút về cái việc là cái nội dung ban đầu chúng ta nói là vì sao hạnh phúc và sự thịnh vượng chưa đến với bạn. Là bởi vì vũ trụ này nó có những cái nguyên tắc, nguyên lý và quy luật. Ví dụ như là giả sử như là sự giàu có nó phải là một thanh thép đặc biệt. Nó phải là một thanh thép đặc biệt. Và cái nhiệt lượng để cái thanh thép này nếu chịu được thì nó là phải 10.000 độ C. 10.000 độ C. Thì nếu như chịu được 10.000 độ C thì đấy là cái sự đạt được cái sự giàu có và thịnh vượng, hạnh phúc viên mãn. Vậy thì bạn hãy so, giả sử nếu mình chỉ là chất gang thôi, nếu mình chỉ là một cái chất sắt bình thường thôi, sắt 6 rồi sắt phi 10 rồi phi 15 phi 20, phi 6 phi 8 đó, sắt xây dựng bình thường thôi. Vậy thì chất gang là 1, chất sắt bình thường để xây dựng đấy là 2. Đưa vào nhiệt lượng thì bao nhiêu độ nó đã chảy mất rồi? 2.000 độ, 3.000 độ nó đã chảy mất rồi. Thế thì làm sao bạn có thể chịu đựng được cái 10.000 độ để có thể trụ lại được trong sự giàu có đấy? Đó, vũ trụ này có nguyên tắc. Có nguyên tắc. Và cái nguyên tắc nó phải đạt những tiêu chuẩn. Và bạn đã đạt những tiêu chuẩn đó chưa? Nếu bản thân mình chưa có những tiêu chuẩn đó thì làm sao sự thịnh vượng có thể xảy ra với bạn được? Hay là thế này, bây giờ giả sử có một nhà máy trị giá là 1.000 tỷ đồng và bây giờ cần một giám đốc để điều hành cái nhà máy để phát triển. Cái nhà máy đó, mà nhà máy đó là của toàn bộ gia tộc nhà bạn. Và bây giờ với cái năng lực của bạn, bạn chưa thấu hiểu chính bản thân mình, bạn chưa thấu hiểu được người khác, bạn chưa có kỹ năng giao tiếp, chưa có kỹ năng đọc vị khách hàng, chưa có kỹ năng chốt sale, chưa có kỹ năng đàm phán thuyết trình, chưa có cái kỹ năng lãnh đạo truyền động lực, truyền cảm hứng, chưa có kỹ năng thuyết trình, chưa có kỹ năng thiết kế kế hoạch chiến lược, chưa có kỹ năng có thể thấu hiểu mọi người và giải quyết vấn đề ngay lập tức. Và bạn bắt đầu nhận cái vai trò là đứng làm tổng giám đốc của cái nhà máy đó.
điều gì sẽ xảy ra các bạn? Điều gì sẽ xảy ra với cái nhà máy đó khi bạn đứng vai làm giám đốc? Bạn sẽ quyết định những vấn đề gì cho cái nhà máy đó? Điều gì? Các bạn sẽ quay trở lại cuộc đời mình. Các bạn đang làm tổng giám đốc cái nhà máy của các bạn bao nhiêu năm qua rồi đấy. Và cái nhà máy của các bạn đấy, nó mới chỉ đang là những cửa hàng kinh doanh 100 triệu, 200 triệu, 500 triệu. Những cái doanh nghiệp vài tỷ đồng, vài chục tỷ đồng. Và bạn đang dẫn cái cửa hàng của mình, bạn đang dẫn những cái doanh nghiệp của mình, nhà máy của mình nó đi đâu vậy? Và nó đang phải đối mặt với điều gì? Và dù bạn có đang dẫn định được, bạn đang trèo chống được, thì điều gì nó đang xảy ra trong chất lượng cuộc sống hàng ngày của bạn vậy? Các bạn hãy liên tưởng đến điều đó. Và nếu như bạn đang cảm thấy stress, bạn đang là giám đốc của những doanh nghiệp vài chục tỷ, vài trăm tỷ, thì hãy xem cái chất lượng cuộc sống của bạn nó như thế nào hàng ngày. Hãy xem suy nghĩ của bạn như thế nào hàng ngày. Hãy xem mối lo của bạn như thế nào hàng ngày. Nó có nhàn nhã không? Nó có đúng những gì mà bạn đang làm không? Và nó có êm đẹp không? Hay là nó đang làm bạn stress mỗi ngày, sơ sát mỗi ngày? Nếu như nó làm mình đang sơ sát mỗi ngày, thì nghĩa là bên trong mình chưa đủ năng lực để giải quyết tốt những vấn đề đó, thế thôi. Và việc của mỗi chúng ta là hãy mở cánh cửa tâm thức của mình ra để học tất cả những cái điều gì mà nguyên lý, quy luật của vũ trụ này yêu cầu, để chúng ta mới có thể đáp ứng được, giải quyết được những vấn đề mà chúng ta muốn. Mời các bạn, cà phê NLP. Nào, tôi đã bắt đầu tìm câu hỏi tiếp theo. Thấu hiểu một cách sâu sắc từ bên trong tâm của mình, Quang Trinh. Vâng, cảm ơn chị, Cam Dâu. Và như thế nào thì mất kết nối ạ? Khi mà chúng ta cảm thấy hai bên đều khó chịu với nhau thì là mất kết nối. Cứ gặp nhau là khó chịu là mất kết nối. Chúng ta không muốn điện thoại, không muốn hỏi thăm, không muốn biết, đó là mất kết nối. Cái sự mất kết nối là nếu như bạn không muốn quan tâm đến, bạn cảm thấy bình thường với bố mẹ mình, đấy cũng là mất kết nối. Giống như cái vườn hoa sau lưng này này, bạn cảm thấy không yêu quý những bông lan này, thế thì nó ra hoa cũng được, nó không ra hoa cũng được. Nó tươi cũng được, nó héo úa cũng được. Bạn cảm thấy bình thường thì đấy là bạn cũng thấy bố mẹ mình bình thường như vậy đấy. Bố mẹ vui cũng được, bố mẹ buồn cũng được. Bố mẹ ăn cũng được mà không ăn cũng được. Bố mẹ ốm cũng được mà không ốm cũng được. Thì đấy là mất kết nối. Bạn Huỳnh Ngọc: thưa thầy, nguyên tắc sống là những nguyên tắc nào vậy? Đó là nguyên tắc đơn giản thế này thôi. Ban đêm thì bạn phải ngủ, ban ngày thì bạn mới đi làm. Đấy là nguyên tắc. Mùa đông thì bạn phải mặc áo ấm, mùa hè thì bạn phải mặc áo nó mát. Đấy là nguyên tắc. Để làm được một công việc nào đó thì nó đòi hỏi bạn phải có cái kỹ năng để đáp ứng, để giải quyết dễ dàng việc đó, thì đấy là nguyên tắc. Để có mối quan hệ êm đẹp với mọi người thì bạn phải có cái năng lực thấu hiểu chính bản thân mình và năng lực thấu hiểu người khác. Bạn phải có năng lực đó, đấy là nguyên tắc. Nguyên tắc là bạn phải có năng lực đó, đấy là nguyên tắc. Còn nếu bạn không có những cái năng lực đó thì bạn đã vi phạm nguyên tắc, cho nên mọi thứ mới bấn loạn xung quanh bạn. Để có thể nuôi được những đứa con nó phát triển một cách lành mạnh, trong sáng, thì bạn phải có cái năng lực thấu hiểu con mình, thấu hiểu cái tuổi thơ đấy nó muốn gì, nó mong gì, nó nghĩ như thế nào. Còn nếu bạn không có cái thấu hiểu đó thì bạn bắt đầu dạy con mình một cách sai nguyên tắc và nó sẽ trở thành cái phiên bản của bạn. Bạn muốn nó trở thành thế nào thì bạn bắt đầu dẫn định nó đi theo như vậy. Bạn sẽ vào cái kênh YouTube Nguyễn Xuân Hương để bạn gõ cái từ kênh YouTube Nguyễn Xuân Hương, bạn gõ cái từ là làm sao để thấu hiểu mình, thì bạn xem đi xem lại chi tiết cái video đó, nó rất hay để cho bạn biết rằng như thế nào để thấu hiểu bản thân mình. Tôi đang cần những câu hỏi của các bạn nào. Bây giờ thì tôi sẽ dành ra 10 phút để trả lời bất kỳ điều gì với các bạn. Bây giờ thì tôi sẵn sàng để trả lời bất kỳ câu hỏi nào của các bạn. Giống như bạn Kem Dâu vừa rồi, bạn hỏi rất nhiều, đến 4 câu vậy. Và tôi tin rằng là chúng ta đều nhận được giá trị từ cái câu hỏi của bạn Kem Dâu. Vậy thì các bạn đừng ngồi im nữa. Mỗi chúng ta phải có một câu hỏi, mỗi chúng ta phải có một nỗi băn khoăn,
để từ những điều đó thì tất cả chúng ta đều nhận được một giá trị nào đó, một hiểu biết nào đó. Ta phải bộc lộ những điều đó thì tất cả chúng ta đều nhận được, cho là nhận, cho là nhận. Chứ chúng ta đừng chờ đợi người khác nói ra để mình cứ im lặng, mình thấu hiểu. Như vậy thì nó không phải, như thấy là nguyên tắc. Nguyên tắc cho và nhận. Và nếu như bạn không bày tỏ để cho người khác có thể nhận được một giá trị nào đó thì bạn đã vi phạm nguyên tắc cho nhận. Và đó là nguyên tắc lớn trong vũ trụ này. Nào xin mời các bạn. Xin mời những câu hỏi của các bạn đi, chúng ta cùng trao đổi nào. Để giàu có thịnh vượng thì nó đòi hỏi những nguyên tắc này. Nguyên tắc thứ nhất, bạn phải thấu hiểu bản thân mình và thấu hiểu người khác. Nguyên tắc thứ hai là bạn phải có những năng lực để giúp người khác giải quyết được mọi vấn đề của họ. Bạn ngồi trước bất cứ ai, bạn cũng giải quyết được vấn đề của họ. Đấy là nguyên tắc để bạn có cuộc sống hạnh phúc và thịnh vượng. Đấy là nguyên tắc. Còn bạn bảo anh ơi làm sao mà em có cái đó? Đó là nguyên tắc. Còn cách nào thì bạn phải tìm. Và tôi là ở đây để sẵn sàng cho bạn cái, những cái năng lực đó. Giống như tôi đang có những năng lực đó để chia sẻ với các bạn vậy. Và nguyên tắc nào nữa? Nguyên tắc là chúng ta phải hiểu những quy luật vận hành của vũ trụ này. Để đừng đi ngược nó. Đừng đi ngược nó. Ví dụ những quy luật của vũ trụ là luật gì? Là luật hấp dẫn, luật nhân quả, luật quân bình, luật trong ngoài, luật nhất quán, tất rất nhiều luật. Chúng ta phải thấu hiểu và chúng ta bắt đầu vận hành theo đúng những nguyên lý đó, nguyên luật đó bằng những cái năng lực hiểu biết của mình nữa. Mình vận dụng vào nguyên lực đó, những nguyên tắc đó, những quy luật đó thì chúng ta bắt đầu kiến tạo cuộc đời mình như mong muốn. Bạn Trọng Việt, bạn theo dõi từ đầu đến giờ rồi. Làm thế nào để đơn giản vấn đề khó khăn? Quản lý tiền bạc. Cụ thể là quản lý tiền bạc. Tôi lại nói ví dụ ở cốc nước này. Ví dụ cái năng lực quản lý tiền bạc của bạn nó là thế này, là một ly nước trắng. Và mỗi sự vụ đầu tư của bạn, mỗi một thương vụ đầu tư của bạn, nó như một cái thua lỗ, nó như một cái thìa cà phê này, nó vào đây. Và bạn cảm thấy thua lỗ tiền bạc và bạn bắt đầu bị đổi cái màu nước này. Và bạn thấy stress, bạn thấy lo lắng vì cái việc quản lý tiền bạc của bạn nó thất thoát. Vậy thì bạn bây giờ làm cái năng lực quản lý tiền bạc của bạn nó lớn lên. Lớn lên cái thùng 200 lít đấy. Thì những cái thương vụ đầu tư nó là cốc cà phê đấy, nó đến với bạn thì nó có làm ngả màu của bạn không? Không. Trong khi những nguyên lý về quản lý tiền bạc nó cũng là những khóa học công khai trên thị trường. Bạn phải đi học đấy chứ. Bạn muốn mình là một triệu phú, bạn muốn mình rất nhiều tiền, nhưng bạn lại không dám bỏ tiền ra để mà học. Nhưng bạn lại rất sẵn sàng bỏ tiền ra để thua lỗ. Như vậy là bạn đang vi phạm nguyên tắc. Vi phạm nguyên tắc có bên trong sẽ có bên ngoài. Có bên trong nghĩa là có những năng lực quản lý tiền bạc. Có năng lực quản lý tiền bạc rồi, bạn bắt đầu nhìn thị trường bất động sản, thị trường chứng khoán, thị trường buôn bán, thị trường thương mại, bất kỳ thị trường nào. Có năng lực đó rồi thì bạn dễ dàng vượt qua thị trường đó. Bởi vì nếu như có người thắng, có người thua, thì nghĩa là những người thua đã không biết một nguyên tắc nào đó, đã chưa có một cái năng lực nào đó để chiến thắng. Còn những người thắng thì họ đã có năng lực đó rồi. Việc của bạn là đi học những cái năng lực chiến thắng của người chiến thắng. Đấy, nó như vậy bạn Trọng Việt ạ. Trương Thị Hoàn, thầy ơi làm sao khi kiềm chế được cảm xúc bản thân nóng giận hả thầy? Bạn hãy đến khóa học NLP của tôi. Nếu không thì bạn sẽ sử dụng một chương trình của tôi là NLP Online. Nó có mức học phí là 2.300.000 đồng thôi. Bạn sẽ hiểu vì sao bạn nóng giận và làm cách nào để bạn có thể quản lý nóng giận. Đấy, đơn giản như vậy thôi. Nếu bạn là một doanh nghiệp, bạn là chủ doanh nghiệp, thì từ trái tim tôi khuyến khích bạn rằng bạn hãy học một khóa học trực tiếp 6 ngày. Tại khóa học đó thì bạn sẽ học được rất nhiều cái công cụ, không chỉ kiểm soát cái nóng giận, mà bạn còn hiểu rất nhiều thứ để bạn có thể làm chủ cuộc sống, làm chủ những nguyên lý của vũ trụ này. Bạn vận hành, bạn nương theo và bạn kiến tạo nên cuộc đời của bạn, kiến tạo nên sự nghiệp của bạn, doanh nghiệp của bạn. Còn nếu chỉ có kiểm soát mỗi cáu giận không thôi, thì nó chỉ là một trong 100 cái mảnh ghép mà bạn cần phải có trong cuộc đời này. Và như vậy là không đủ. Bạn kiểm soát được cáu giận, không thể nào kiểm soát được cáu giận nếu như bạn không có năng lực để giải quyết được những vấn đề khác. Bởi vì những vấn đề khác nó là những vấn đề không hài lòng, nó liên tục xảy ra. Mà bạn lại cứ hài lòng, bạn lại kiểm soát cáu giận với những điều hài lòng nó cứ không xảy ra với bạn. Như thế thì nó sai, nó phản quy luật. Tức là bạn phải có năng lực để giải quyết dễ dàng những điều không hài lòng nó xảy đến, thì bạn mới không còn cảm xúc cáu giận. Bạn cũng hiểu nó là vì sao thì bạn sẽ không còn cảm xúc. Đấy, tôi có thể chia sẻ bạn điều đó.
bạn có thể theo dõi trên Facebook của tôi. Facebook của tôi. Tôi đang ở Sài Gòn. Và lúc này tôi đang ở trên tầng thượng của một khách sạn rất là đáng yêu với lại cái vườn lan này. Và bạn hãy tiếp tục theo dõi Facebook của tôi trong tuần sau nữa, nơi mà những học viên của tôi họ sẽ phát biểu rằng trong 6 ngày học họ đã học được điều gì, họ đã học được những điều gì và họ sẽ ra cuộc sống như thế nào. Thì để bạn có thể có cái quyết định là bạn sẽ học một chương trình online với giá học phí là 2.300.000 đồng, hay là bạn học cái khóa học trực tiếp 6 ngày tôi huấn luyện trực tiếp bạn, biến bạn trở thành đại bàng, thì tùy bạn sẽ quyết định. Bạn Trần Hưởng, làm thế nào để giải quyết mâu thuẫn nội tâm thì lại vẫn là cái khóa học 6 ngày đó. Nó có cái chương trình là hợp nhất các phần. Hợp nhất các phần. Tôi đã giải quyết được vấn đề này cho rất nhiều CEO, những chủ tịch, những tổng giám đốc của những công ty cực kỳ lớn, doanh nghiệp cực kỳ lớn. Họ mãi mãi đi tìm cái câu hỏi là tôi làm việc này hay làm việc này, tôi làm việc này hay làm việc này. Họ cứ băn khoăn mãi cái điều đó. Tài chính đối với họ không phải vấn đề nữa. Mà bây giờ cái mâu thuẫn nội tâm của họ là gì? Làm thế nào để có thể trao được giá trị cho xã hội? Nhưng nếu mà trao giá trị cho xã hội thì chẳng lẽ mình lại bỏ bê cái sự nghiệp mình chăng? Và như vậy nó sẽ không ổn. Nếu bỏ bê cái sự nghiệp mình để sụp đổ, để mà mình đi trao giá trị xã hội, thì nó có vẻ như gì? Nó không hợp với quy luật, không có thực để vực được đạo. Cho nên họ bị băn khoăn với cái điều hợp nhất này. Và tại cái khóa học 6 ngày thì cái kỹ thuật hợp nhất này tôi huấn luyện các bạn, và các bạn đã bắt đầu được thực hành và sở hữu nó. Và bạn sẽ hợp nhất được thân tâm của bạn, thân tâm trí của bạn, thì bạn bắt đầu là như một cái mũi tên ấy, nó xé gió đầy sức mạnh để lao đến mục tiêu. Hãy đi khóa học. Nào, các bạn đừng ngồi đấy để hỏi rằng tại sao. Phải hành động nó mới ra kết quả. Nhưng phải hành động đúng, chọn tìm những công cụ đúng. Có thể tôi chia sẻ với các bạn rằng có nhiều bạn ở đây cũng có học rất nhiều khóa học rồi nhưng nó không giải quyết được vấn đề. Và bây giờ bạn có một cái tinh thần là bạn có một cái quan điểm là học mãi mà chả giải quyết vấn đề gì, thì không biết rằng cái khóa học của anh có giải quyết được vấn đề không. Thì tôi nói với bạn đây, bạn hãy đến khóa học trực tiếp của tôi 6 ngày. Nếu như bạn không giải quyết được vấn đề gấp 10 lần bạn yêu cầu, bạn được free học phí. Bạn được free học phí. Tôi luôn luôn nói điều này bất kỳ trong một live stream nào. Và bạn thấy đấy, mỗi lần tôi nói điều này và không hề có một cái phản hồi nào, thì nghĩa rằng điều đó là sự thật. Điều đó là sự thật. Đấy. Khóa học online đăng ký thế nào vậy? Rồi, bộ phận hỗ trợ của tôi sẽ kết nối đến bạn để hướng dẫn bạn học online nhá. Rồi, cảm ơn bạn Đoàn Hưng Ly, không gian đẹp quá. Nào, các bạn còn có câu hỏi gì với tôi nào? Tôi đang rất hào hứng để chia sẻ các bạn đây. Bởi vì ngày hôm qua thì tôi đã kết thúc đợt 1 của khóa học NLP Practitioner. 3 ngày vừa rồi tạo ra sự đột phá tuyệt vời với lại các học viên của tôi. Chiều tối hôm nay thì tôi bay đi Quy Nhơn, nghỉ ngơi 4 ngày. Và tôi sẽ chụp trên Facebook của tôi những cái bức ảnh đẹp như thế nào ở biển Quy Nhơn, Bình Định. Các bạn thấy đấy, 26 năm trước đây thì tôi là một nhà báo của Thông tấn xã Việt Nam. Và cái cuộc sống của tôi cứ sáng dậy, thể thao, ăn sáng, đi làm, buổi trưa ăn cơm với đồng nghiệp, uống trà đá, buổi chiều vào làm, buổi tối về chơi tennis, rồi tối về ăn tối với gia đình, ngủ, hôm sau, buổi sáng dậy thể dục, ăn sáng, đi làm, buổi trưa ăn cơm với đồng nghiệp, uống trà đá, buổi chiều làm việc, buổi chiều về đi chơi tennis, về ngủ, hôm sau, buổi sáng. Một cái cuộc đời nó cứ lặp đi lặp lại mãi cái thứ đấy. Và bên cạnh cái việc làm nhà báo như vậy thì tôi cũng gì vươn cái tay trái của mình ra làm rất nhiều việc. Nào thì thành lập doanh nghiệp, 5 đến 7 loại hình doanh nghiệp khác nhau. Nào thì tham gia vào các cái mô hình kinh doanh khác nhau. Để mong muốn là gì? Cải thiện cái cuộc sống của mình, cải thiện cái thu nhập của mình. Làm sao để thịnh vượng, làm sao để giàu có, làm sao để gia đình bớt cái không khí nặng nề vì thiếu thốn tài chính. Thế và ngày nào nó cũng lặp lại như vậy. Và càng tham gia vào những cái việc là mở ra doanh nghiệp, rồi kinh doanh, rồi bán hàng, rồi tư vấn, rồi đầu tư, thì mọi thứ nó càng làm mình stress. Và càng mất tiền thì gia đình càng nặng nề. Những cuộc khẩu chiến nó nổ ra và không khí nó nặng nề khủng khiếp. Cứ mỗi một câu cái là bắt đầu va chạm vào nhau. Không biết các bạn có như vậy không? Cho đến khi tôi bắt đầu tiếp cận được khoa học NLP, lập trình ngôn ngữ tư duy. Các bạn hãy đọc đi. Các bạn sẽ tra trên Google của mình NLP là gì. Thì trên YouTube tôi cũng giải thích rõ ràng. Và trên cái kênh Tech Chữ Tech Wikipedia,
một cái kênh mà tài liệu khách quan và chính xác nhất thế giới, họ cũng phân tích là NLP là gì. NLP lập trình ngôn ngữ tư duy là khoa học thay đổi con người mạnh mẽ nhất trên hành tinh này. NLP là những công cụ để giúp con người dần dần trở nên vượt trội và xuất chúng. Và tôi ngồi đây là một ví dụ. Chỉ 3 năm lại đây thôi, mỗi một năm tôi tăng trưởng hơn 1000%, chứ không phải tăng trưởng 100%. Hơn 1000%. Và tới đây, tôi sẽ ra một cái chương trình là coach cho những người coach. Thực sự bám sát cho những người mà thực sự họ muốn thay đổi cuộc đời mình trong vòng có 1.5 năm thôi. Nếu như tôi đã biến đổi cuộc đời mình trong 3 năm, thì tôi sẽ giúp biến đổi cuộc đời các bạn như các bạn mong muốn trong vòng có 1.5 năm. Bởi vì nguyên tắc là các bạn đã được đọc trên nguyên tắc trên cuộc sống là nếu bạn muốn tạo ra kết quả thì cứ dập khuôn theo chính xác những gì mà những người đã từng tạo ra kết quả đó rồi, theo cái cách của họ mà làm. Bạn nhận đặt tiệc cho em hỏi bán hàng mạng lưới như thế nào ạ? Tôi tin rằng là bạn tra Google thì sẽ rất có nhiều bài text là một, rất có nhiều video là hai sẽ giải thích cho bạn điều này. Rồi khi bạn bắt đầu hiểu được điều rõ điều đó rồi thì bạn bắt đầu mới nghe lại livestream của tôi. Thì bạn mới thấu hiểu rằng là chúng ta phải có năng lực thì chúng ta mới bắt đầu phát triển được bán hàng mạng lưới. Chúng ta mới bắt đầu phát triển được kinh doanh mạng lưới. Chúng ta bắt đầu mới phát triển được cái doanh nghiệp của mình, hệ thống kinh doanh của mình, hệ thống bán hàng của mình. Như vậy đó bạn. Nào, các bạn tiếp tục ạ. Hương Trần, em đã và đang hành động mục tiêu của mình, nhưng thi thoảng trong ngày khi nghĩ về mục tiêu thì lại mâu thuẫn với nội tâm. Đúng rồi, điều này nó đơn giản thôi bạn Trần Hương. Là bởi vì trong bạn chưa có những cái năng lực để thực hiện dễ dàng cái mục tiêu đó. Cho nên bạn bắt đầu phân tâm. Bạn bắt đầu phân tâm là không biết là làm việc này hay làm việc này, làm việc này hay làm việc này nó tốt hơn. Thì từ trái tim tôi mong bạn rằng hãy đến khóa học trực tiếp ngay tức 6 ngày tôi huấn luyện. Thì ở trong đó nó có kỹ thuật gọi là hợp nhất các phần. Và khóa học đấy bạn học được rất nhiều năng lực để bạn dễ dàng vượt qua mọi thách thức trong cuộc sống này. Và nếu bạn không đạt được cái điều đó thì bạn được free học phí cơ mà. Bạn được miễn 100% học phí trả lại bạn ngay lập tức cơ mà. Bạn có mất gì không nào? Bạn chỉ có được mà thôi mà. Tại sao các bạn không dám? Các bạn đang có biết là mình đang chống lại thành công và chống lại hạnh phúc của chính mình không? Khi mà các bạn cứ ngồi đấy mà than vãn, ngồi đấy mà hỏi rất nhiều chuyện. Hãy xem xét lại những live stream của tôi từ đầu buổi đến nay. Tôi đã kiến giải vì sao sự hạnh phúc, sự thịnh vượng chưa đến với bạn. Bởi vì vũ trụ này có những nguyên tắc mà bạn phải đáp ứng những nguyên tắc đó. Và bây giờ bạn phải đáp ứng nguyên tắc nào? Tôi xin nhắc lại này. Nguyên tắc đầu tiên là bạn phải hiểu chính mình tại sao mình lại như vậy. Khi hiểu được chính mình rồi, có những điểm gì là thế mạnh, điểm gì là hạn chế, thì bạn mới bắt đầu biết cái cách là làm thế nào để thay đổi. Tìm cái công cụ để thay đổi. Khi bạn bắt đầu tìm được chính xác công cụ thay đổi thì nó sẽ cho bạn những cái năng lực. Thứ nhất, năng lực bạn thấu hiểu bản thân mình để bạn thay đổi. Để bạn bắt đầu cải thiện cái năng lực của mình để trở thành người bắt đầu thấu hiểu được người khác. Vì thấu hiểu được người khác, bạn sẽ biết rằng cái tâm trạng, cái cảm xúc, cái mong muốn của người trước mặt mình là gì. Và cái sản phẩm của bạn là gì thì bạn bắt đầu đáp ứng. Và ở khóa học này nó lại tiếp tục cung cấp cho bạn, trao cho bạn những công cụ để bạn có thể trở thành một bậc thầy sử dụng về ngôn ngữ, những khung mẫu ngôn ngữ để bạn có thể chiến thắng 100% trong các cuộc giao tiếp với bạn hàng, với đối tác, với nhà đầu tư, với mọi người khi bạn kết nối. Cái khóa học này nó lại cung cấp cho bạn cái kỹ năng để thiết kế ra kế hoạch chiến lược và hoàn thành 100% kế hoạch chiến lược đó. Để hoàn thành 100% kế hoạch chiến lược của bạn đặt ra, bạn phải có năng lực. Bởi vì bạn vạch ra kế hoạch rồi thì bạn phải ra ngoài thực hiện. Khi ra ngoài thực hiện tức là bạn phải giao tiếp với khách hàng, giao tiếp với nhà đầu tư, giao tiếp với người trên người dưới, giao tiếp với chủ hàng, giao tiếp với người cung cấp nguyên liệu, giao tiếp đầu ra đầu vào. Thì đấy là liên quan đến cái năng lực giao tiếp của bạn, đúng không nào? Thì bạn phải có năng lực đó thì bạn mới triển khai kế hoạch chiến lược của bạn một cách dễ dàng được. Thế rồi, làm sao để bạn có thể giúp được nhiều người và biến họ trở thành những khách hàng trung thành với bạn mãi? Họ muốn ở bên bạn mãi thì bạn phải có năng lực giải quyết toàn diện mọi vấn đề của khách hàng, mọi vấn đề của bạn hàng, mọi vấn đề của đối tác ở bên bạn. Năng lực đó là năng lực gì? Năng lực coaching, NLP. Những kỹ thuật tuyệt vời để giải quyết sự cáu giận, để giải quyết sự thất vọng, để giải quyết nỗi sợ hãi, để giải quyết niềm tin giới hạn, để giải quyết những mâu thuẫn nội tâm,
để giải quyết những mâu thuẫn trong mối quan hệ, để giải quyết những bế tắc trong tinh thần. Khi bạn có những năng lực đó rồi, thì có điều gì mà bạn không giải quyết dễ dàng khi bất cứ ai xuất hiện trước mặt bạn, khi bất cứ vấn đề gì nó xuất hiện trước mặt bạn, bạn vượt qua một cách dễ dàng vô cùng. Đấy chưa? Bạn Trần Hương, câu trả lời vừa rồi đã hài lòng với bạn chưa? Thi thoảng trong khi nghĩ về nội tâm vậy. Vậy làm thế nào để giải quyết nó ạ? Vâng. Cách giải quyết là bạn hãy tìm những khóa học NLP. Và nếu như các khóa học NLP bạn đã từng học mà không giải quyết được vấn đề, thì bạn hãy đến khóa học NLP của tôi. Tôi cam kết tôi sẽ giúp bạn giải quyết sạch bách vấn đề đó, bất kỳ vấn đề gì. Và nếu bạn không giải quyết được, thì bạn được free học phí khi học 6 ngày học của tôi không ạ? Tôi luôn cam kết như vậy với tất cả học viên của mình. Thế và các bạn, tôi tin rằng những live stream của tôi đang có rất nhiều học viên đang theo dõi. Ok bạn, cái học phí thì tôi sẽ contact riêng với bạn. Và suy ra cuộc đời thịnh vượng của bạn, nó chỉ bằng 0,0001%. Khi bạn có nó và bắt đầu kiến tạo được cuộc đời thịnh vượng, nó chỉ bằng 0,0001%. So với cái cuộc đời thịnh vượng của bạn. Bởi vì chỉ khi bạn có những năng lực tại khóa học này, bạn bắt đầu mới kiến tạo cho cuộc đời thành công. Nếu không thì bạn vẫn mất tiền, nếu không thì bạn vẫn stress, nếu không thì bạn vẫn loay hoay, nếu không thì bạn vẫn cảm thấy đau khổ và bạn vẫn mâu thuẫn với tất cả những thứ xung quanh. Khóa học của Hà Nội thì nó sẽ diễn ra vào đầu tháng 11. Tôi sẽ trở về Hà Nội để khai giảng khóa học đó. Nó diễn ra vào ngày mùng 6, mùng 7, mùng 8 tháng 11. Cứ học vào 3 ngày cuối tuần. Và sau đó nó lại tiếp tục vào 3 ngày cuối tuần tiếp theo là 15, 16, 17. Rồi các bạn hãy đăng ký đi ạ. Từ trái tim tôi, chứ không phải là một người bán hàng. Tôi đang làm hết sức mình để lan tỏa NLP đến mọi người. Và nếu các bạn nhận ra điều này càng sớm, thì cuộc đời các bạn càng thịnh vượng nhanh, các bạn càng hạnh phúc nhanh. Còn để khi đến xã hội, trong các bạn nếu mà lục lại những live stream của tôi cách đây 2 năm, khi tôi nói rằng là vài năm tới, NLP sẽ là cụm từ, NLP sẽ là khoa học, NLP sẽ là những cái khóa học mà mọi người tìm học nhiều nhất, thì từ thời điểm đó đến nay, nó đã đang bắt đầu manh nha trở thành một làn sóng lớn hơn. Và trong 3 năm nữa thôi, 5 năm nữa thôi, tôi tin rằng 100 triệu dân Việt Nam sẽ tìm đổ xô đi học NLP. Bởi vì có NLP, cuộc đời chúng ta mới biết là ta là ai, làm thế nào để thành công, làm thế nào để hạnh phúc. Và các bạn càng ôn luyện NLP mạnh bao nhiêu, thì bên trong các bạn càng mạnh bấy nhiêu. Và bên trong các bạn càng mạnh bấy nhiêu, thì bên ngoài các bạn càng thịnh vượng bấy nhiêu. Một lần cuối tôi xin nhắc lại rằng, tại sao vấn đề ở bên ngoài nó lại trở thành vấn đề của mỗi chúng ta vậy? Tại sao những điều ở bên ngoài nó lại trở thành vấn đề vậy? Là bởi vì bên trong năng lực của chúng ta đã không có đủ năng lực, không có đủ nguồn lực để giải quyết những vấn đề đó, cho nên nó trở thành vấn đề. Thế còn nếu bạn đủ năng lực thì nó chả có gì gọi là vấn đề. Vậy năng lực đó là năng lực gì? Thì tôi đã chia sẻ các bạn rồi. Năng lực đầu tiên phải thấu hiểu bản thân mình. Năng lực tiếp theo là bắt đầu nhờ đó bạn lại thấu hiểu được người khác. Ở ngoài kia có bao nhiêu kiểu người, bao nhiêu nhóm người, và mỗi người thì có một cái xuất phát điểm khác nhau, trong những điều kiện hoàn cảnh kinh tế vùng miền khác nhau, ngôn ngữ khác nhau, thói quen của vùng miền khác nhau, thì họ sẽ có cách hành xử khác nhau trong cuộc sống này. Và nếu bạn thấu hiểu được điều đó thì bạn sẽ giao tiếp hiệu quả với họ. Và khi bạn giao tiếp hiệu quả với họ thì bạn sẽ trở thành đối tác tốt, bạn hàng tốt, rồi trở thành những đồng nghiệp tốt. Còn nếu bạn không giao tiếp hiệu quả thì bạn sẽ mất những người đó. Làm thế nào để bạn giao tiếp hiệu quả? Bạn phải có những năng lực để giúp họ giải quyết vấn đề của họ, thì đấy là giao tiếp hiệu quả. Làm thế nào để những người kia muốn ở bên bạn? Đó là bạn phải có năng lực để giải quyết bất cứ vấn đề gì họ xuất hiện bên bạn và họ nêu vấn đề của họ. Thế thì tôi muốn bạn nhớ lại cái câu của Zig Ziglar, một nhà huấn luyện phát triển bản thân số 1 thế giới. Zig Ziglar cũng là người bán hàng số 1 thế giới. Ông có rất nhiều tác phẩm đã được dịch ra tiếng Việt rồi. Bán hàng này, rồi phát triển bản thân này, vươn tới đỉnh cao này. Ông nói rằng bạn càng có năng lực giải quyết vấn đề cho nhiều người thì bạn càng giàu. Bạn càng có năng lực giải quyết vấn đề cho nhiều người thì bạn càng giàu. Có phải tôi đang ở đây và tôi đang chia sẻ cái điều mà tôi có thể giúp các bạn giải quyết vấn đề của các bạn không? Vì thế ngày hôm nay tôi mới đang ở khách sạn.
Vì thế ngày hôm nay tôi có thể đi đến bất cứ nơi đâu. Vì thế ngày hôm nay chỉ chiều tối nay thôi, tôi sẽ bay đến biển Quy Nhơn để nghỉ 4 ngày. Rồi sau đó cuối tuần tôi lại bắt đầu huấn luyện các bạn để kiến tạo ra sự thịnh vượng. Thế và năng lực của các bạn bắt đầu lớn lên rồi, làm những điều lớn lao, những điều giá trị rồi, thì nó không phải làm ở tại Việt Nam nữa, mà nó bắt đầu hướng đến toàn cầu này. Chúng ta kinh doanh không phải ở trong Việt Nam nữa, mà bắt đầu là kinh doanh đến toàn cầu. Cái tầm của bạn đến đâu, mối quan hệ nền tảng của bạn đến đâu, điều kiện nó thuận lợi đến đâu thì bạn sẽ bắt đầu vươn đến đó. Nhưng phải có năng lực bạn mới vươn được. Còn nếu không có năng lực thì bạn làm sao mà vươn được? Bạn vẫn đang loay hoay những vấn đề bên cạnh mình, loay hoay những vấn đề rất là bé nhỏ xung quanh mình. Tại sao bạn lại đang loay hoay những vấn đề bé nhỏ xung quanh mình vậy? Bởi vì bạn chưa có những năng lực để giải quyết nó. Thì bạn sẽ thấy xem, bạn khi mà bạn còn loay hoay những vấn đề quá bé nhỏ xung quanh mình thì nghĩa là năng lực bạn đang ở tầm mức đó đấy. Vậy thì làm thế nào? Phải học được những công thức, phải học được những bí mật, phải học được những nguyên lý, phải học được những kỹ thuật để vượt qua điều đó chứ. Bạn Lê Quốc Hữu, Lê Hữu Quốc, bạn vừa lên xem đây. Các bạn có thể kết nối với bạn và hỏi bạn Quốc này xem. Bạn Quốc vừa tốt nghiệp 3 ngày và hỏi xem bạn Quốc đã học được điều gì trong khóa học trực tiếp 6 ngày. Bạn mới học được 3 ngày. Đó. Thì cái cách các bạn giao tiếp với những học viên mà họ đến lớp học thì đấy là cái cách khách quan nhất, giá trị nhất, xác thực nhất để bạn có thể hỏi về khóa học này. Đấy các bạn ạ. Tôi thấy một cái điều mà khá là băn khoăn với mọi người rằng mọi người rất sẵn sàng bỏ vốn ra kinh doanh đến hàng tỷ đồng và sẵn sàng thua lỗ không vấn đề gì, nhưng lại rất đắn đo trong cái việc bỏ đến 1.000 đô la Mỹ thôi, bỏ đến 1.000 đô la Mỹ thôi để học những cái thứ có thể phát triển được cái mô hình kinh doanh hàng tỷ, hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ đồng. Một điều lạ vô cùng là như vậy. Mọi người sẵn sàng bỏ ra 200 triệu, 300 triệu ra để mở ra một cửa hàng để kinh doanh. Sau rồi, 6 tháng, 1 năm sau đóng cái cửa hàng đó và mất sạch tiền. Nhưng lại rất đắn đo trong cái việc bỏ ra 1.000 đô la Mỹ để học cái kỹ thuật làm sao để phát triển cái cửa hàng đó, làm sao để phát triển cái chuỗi đó. Nó lớn mạnh, nó bền vững. Tại sao vậy? Có phải chúng ta đã đi ngược quy luật không? Đang đi ngược quy luật các bạn. Rồi, tôi đã live stream với các bạn từ 12 rưỡi bây giờ đến 1 rưỡi, 1 tiếng rồi. Nếu nó để quá dài thì nó cũng không hay. Rồi, hy vọng rằng, rồi bạn Kevin Hùng, tuyệt vời. Tôi đánh giá cao bạn Hùng. Bạn cũng là một chủ doanh nghiệp, kinh doanh. Bạn cũng đang nỗ lực để tìm mọi cách để có thể gia tăng cái cơ hội thành công. Và các bạn sẽ kết nối với bạn Kevin Hùng này. Cũng sẽ hỏi nhiều cái kinh nghiệm từ bạn. Có phải là khi chúng ta bắt đầu có nhiều năng lực thì chúng ta bắt đầu ra ngoài một cách tự tin. Khi chúng ta có thể có năng lực để đánh giá mọi vấn đề thì mình bắt đầu đánh giá đâu là rủi ro, đâu là cơ hội. Mình tự tin để giao tiếp với tất cả mọi người. Vì tự tin nên mình bắt đầu đọc vị được người khác, mình giao tiếp người khác hiệu quả. Và như vậy thì cơ hội nó đến một cách xác đáng, xác thực mà không phải là rủi ro. Nhưng nếu mà chúng ta không có năng lực để thấu hiểu người trước mình nói chuyện là ai, chúng ta không có năng lực, các công cụ để đo vẽ, đo lường xem đâu là cơ hội, đâu là rủi ro, chúng ta rất dễ mất tiền. Chúng ta rất dễ mất tiền vào những cái thứ mà xã hội này nó gọi là phong trào. Phong trào. Mà cuộc sống này đang rất nhiều phong trào. Phong trào gì? Làm giàu tàu nhanh vé rẻ. Phong trào làm giàu bằng gì? Bằng chớp nhoáng. Phong trào làm giàu bằng đầu tư 1.000 hôm nay thì chỉ 1 năm sau thôi nó trở thành 1 triệu đô la Mỹ. Quy luật là không có sự giàu có, không có sự hạnh phúc, không có sự thịnh vượng nào nó xảy ra trong chớp nhoáng cả. Bởi vì tất cả chúng ta đều cần phải trải nghiệm. Chúng ta đều cần phải có thời gian để thấm thía. Chúng ta mới biết được cái gì nó là giá trị, chúng ta mới thưởng thức được. Chúng ta mới thưởng thức được. Bởi vậy có câu nói trên thị trường là Hạnh phúc nó không phải là đích đến, mà hạnh phúc nó xảy ra trên cái hành trình đến cơ. Trên cái hành trình đi đến hạnh phúc. Bởi vì nếu bạn đã ngồi trên đỉnh hạnh phúc rồi thì bạn còn hạnh phúc với cái gì? Đã ngồi trên đỉnh hạnh phúc bạn còn hạnh phúc với cái gì nữa? Hay là trong cái quá trình hành trình đi đến hạnh phúc thì bạn bắt đầu gặp những thăng trầm, bạn gặp những thách thức, bạn gặp những khó khăn,
đôi lúc bạn cảm thấy như là những khó khăn thách thức đấy nó dìm bạn xuống tận cùng đáy của cuộc sống này. Thế rồi ở tận cùng đáy cuộc sống đó thì mọi chuyện nó lại xảy ra, bỗng nhiên nó như một phép màu xảy ra và bạn bỗng nhiên vượt qua nó. Vượt qua nó rồi bạn lại cảm thấy gì? Hạnh phúc với điều đó. Ôi may quá, ôi tuyệt vời quá, cuộc sống này đẹp đẽ biết chừng nào. Tôi tin rằng các bạn ngồi ở đây đã từng trải qua rất nhiều điều. Rất nhiều điều bạn cảm thấy rằng tưởng chừng như bạn không thể sống nổi. Nhưng rồi bây giờ bạn nhìn lại những cái ngày đó, bạn có thấy buồn cười về những điều đó không? Bạn thấy buồn cười không? Nhưng lúc đó thì bạn đã thấy rằng gì? Mình không thể sống nổi, như thế này thì mình chết mất thôi. Nhưng bây giờ thì bạn lại nhìn thấy cái những điều đó quá bé với bạn. Quá bé. Cho nên là tầm chúng ta đến đâu, chúng ta sẽ giải quyết được những vấn đề đến đó. Tầm của chúng ta đến đâu, năng lực chúng ta đến đâu, thì những vấn đề xung quanh đó nó sẽ trở thành vấn đề đến đó. Rồi các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi và đã cho chúng ta những cái câu hỏi. Và tôi mong muốn rằng lần sau các bạn cho tôi nhiều câu hỏi nữa để tôi có thể kiến giải với các bạn cái giải pháp nào, cái cách nào để bạn phải thực hiện để có thể thay đổi được cái trạng thái cuộc sống của các bạn, thay đổi được tất cả những cái gì mà nó đang gây mất năng lượng, đang gây stress với các bạn. Tôi chào mừng bạn đến với khóa huấn luyện của tôi, bởi vì tôi huấn luyện bạn bằng tất cả trái tim của mình, bằng tất cả những năng lực xuất sắc của mình, và bạn sẽ làm được rất nhiều việc khi bạn lĩnh hội được các cái công cụ tuyệt vời và vi diệu của khoa học NLP trong 6 ngày tôi huấn luyện các bạn.